Tình hình cháy nổ trung cư hiện nay diễn ra ngày càng phức tạp. Gần đây nhất là vụ cháy thương tâm ở trung cư mini phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Vì vậy, để phòng chống cháy nổ trung cư, người dân cùng ban quản lý tòa nhà cần có ý thức trong việc phòng cháy chữa cháy để hạn chế tối thiểu các vụ hỏa hoạn có thể xảy ra. Mỗi gia đình không nên tích trữ số lượng lớn các chất nguy hiểm gây cháy nổ trong nhà như bình gas mini, xăng dầu. Ngoài ra, hệ thống điện cũng được lắp đặt và sử dụng theo đúng kỹ thuật, tuyệt đối không được tự ý lắp đặt thêm những thiết bị tiêu thụ điện, các thiết bị bảo vệ hay ngắt tự động khi có sự cố điện xảy ra người dân cũng không được để thiết bị điện sinh nhiệt lên bếp điện hay quạt sưởi ấm gần đồ dùng làm từ vật liệu dễ cháy. Với gia đình có sử dụng ga đốt cũng cần phải chú ý khóa van bình ga trước sau đó mới được Mở khóa van bếp, trong trường hợp ngửi thấy mùi khí ga, cần báo ngay cho các thành viên trong gia đình, không được bật công tắc điện hoặc bất cứ dụng cụ hay thiết bị nào có phát sinh ra tia lửa. Thay vào đó cần mở cửa để thông gió, kiểm tra cụm van bình ga. Khi xảy ra cháy cần báo ngay cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy biết theo đường dây nóng 114. Năm thiết bị phòng cháy chữa cháy cần trang bị cho căn hộ trong chung cư một bình chữa cháy bình chữa cháy là thiết bị dễ sử dụng và mang lại hiệu quả cao bình có nhiều loại khác nhau về dung tích và hình dáng tuy nhiên loại bình này chỉ có thể làm loãng đám cháy chữa cháy trong nhà không trị được những chất cháy gốc kim loại kiềm kiềm thổ vì cháy sẽ mạnh hơn các gia đình cần đặt bình cứu hỏa ở nơi dễ nhìn thấy khô ráo tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp khi di chuyển phải nhẹ nhàng và nên kiểm tra bình thường xuyên hai thang dây thang thoát hiểm trong trường hợp không thể thoát ra ngoài bằng cửa chính hay cửa thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn một chiếc thang dây hay thang thoát hiểm sẽ là vật dụng cực kỳ hữu ích giúp bạn thoát ra khỏi đám cháy qua cửa sổ hoặc ban công. Tùy theo độ cao của căn nhà, bạn có thể lựa chọn các loại thang dây, thang thoát hiểm với độ dài tương ứng, có dây dài 50m tương đương nhà có 12 tầng. Khi gặp sự cố, bạn móc đầu thang vào thành cửa sổ hoặc ban công có bị chắc chắn. Mỗi bộ phận của thiết bị đều chống cháy nên bạn yên tâm và bình tĩnh để thoát hiểm. Trọng lượng chịu tải cho phép của dây là khoảng 150kg. 3. Mặt nạ lọc khói độc với giá thành hợp lý, mặt nạ phòng khói, phòng khí độc được bán phổ biến tại thị trường Việt Nam. Mặt nạ chống khói có phần đầu làm bằng vật liệu chống cháy, bên ngoài phủ lớp màng bạc nhôm để ngăn sự bức xạ nhiệt cao, tránh gây tổn thương vùng đầu cho người thoát hiểm. Mặt nạ chống khói lọc được các loại hơi và khí độc phát sinh trong đám cháy, đặc biệt là khí CO, giúp người sử dụng thở và thoát hiểm trong 40 phút. Mặt nạ chống khói được thiết kế phù hợp với mọi khuôn mặt, kể cả trẻ em. Dây đeo có màu cam giúp người bị nạn được nhân viên cứu hộ nhận biết dễ dàng trong đám khói. Chất liệu mặt trùm làm bằng vật liệu chống bắt lửa. 4 chăn chống cháy. Chăn chống cháy còn được gọi là chăn dập lửa, sử dụng cứu hỏa được làm từ sợi thủy tinh, không sử dụng amiang độc hại. Chăn có khả năng cách nhiệt chống cháy, chống axit và kiềm, đặc biệt có thể sử dụng nhiệt độ lên tới 700 độ C. Khi xảy ra hỏa hoạn, chỉ cần cuốn chăn vào người và nhanh chóng theo cầu thang thoát hiểm để ra khỏi vùng hỏa hoạn trong các tòa nhà, văn phòng và nhà kho. Thứ năm, bộ công cụ phá rỡ. Bộ công cụ phá rỡ chuyên dụng thích hợp sử dụng trong nhà, villa, căn hộ, chung cư, kho tàng. Khi xảy ra sự cố, bạn có thể dùng bộ dụng cụ này để thoát tới vị trí an toàn.